Bất ngờ với những giống bò vừa hiếm vừa lạ, chúng ta đã quá quen thuộc với những chú bò vàng Việt Nam hay bò lai để lấy thịt. Ngày hôm nay, Nông Lâm.net sẽ đem đến cho quý vị những giống bò lạ trên thế giới. Chúng không chỉ lạ về ngoại hình mà còn về cách chăm sóc và cả cách người chủ đối đãi với bò ở một số nơi trên thế giới. Ít nhiều cũng giúp quý vị hiểu thêm về cách chăn nuôi bò và cách đối xử với bò của mình. Thứ nhất, chắc chắn bạn sẽ muốn sở hữu ngay một con bò giống, lông mượt tha hồ, vuốt ve ôm ấp như thú cưng trong nhà. Nhiều người cho rằng, không khéo những chú bò này có thể thay thế mèo chiếm hữu ngôi ảnh thú cưng được đăng tải nhiều nhất trên Internet. Những tấm ảnh đầu tiên được tạp chí Reddit đăng tải đã gây lên một làn sóng chia sẻ trên các mạng xã hội. Giống bò này không phải là thuần chủng, chúng được lai tạp với nhiều giống bò chất lượng cao với nhau. Ngoài sở hữu bộ lông dày và mượt, nó còn có thân hình ngộ nghĩnh với bốn chân to khỏe và thân hình vuông vắn như được vẽ hoạt hình. Những chú bò dưới đây xuất hiện tại buổi trình diễn Super Bowl of Livestock Show thuộc National Western Stock Show, được xem là một hội chợ nông nghiệp chăn nuôi lớn nhất thế giới tại Hoa Kỳ. Tất cả chúng đều được trải chuốt và cắt tỉa bộ lông cẩn thận trước khi trình diễn. Thứ hai, bò Wantusi hay còn gọi là Ankole sừng dài. Bò Wantusi nổi bật với cặp sừng khổng lồ, những con trưởng thành có thể cao tới hơn 2,4 mét. Chúng thường sử dụng sừng là vũ khí tấn công hoặc phòng vệ. Một con bò Ankole Wantusi trưởng thành có thể nặng từ 410 tới 730 kg. Chúng sở hữu cặp sừng ấn tượng hơn cả những con linh dương hoang dã, được dùng để phòng thủ, đồng thời cũng giúp chúng bình tĩnh hơn. Giống bò này có hình dáng quái dị độc đáo. Một chú bò Ankole Wantusi có đến từ châu Phi phải vất vả giữ thăng bằng khi di chuyển bởi cặp sừng quá khổ gắn trên đầu. Đối với bộ tộc Munari ở Nam Sudan, đàn bò Wantusi là tài sản lớn nhất và họ sẵn sàng loại trừ các hiểm họa đe dọa tới chúng, thậm chí là hy sinh cả tính mạng. Tất cả những gì người Munari muốn làm chỉ là chăm sóc cho đàn gia súc của họ và họ sẽ bảo vệ chúng bằng bất cứ giá nào. Cả cuộc đời của họ dường như chỉ để cống hiến cho việc chăm sóc và bảo vệ đàn bò Ankole Wantusi. Những con bò này là tất cả đối với họ. Bò Ankole Wantusi được vinh dự biết đến như là loài gia súc của những vị vua. Người Mundari xem chúng như là tài sản quý giá nhất của đời mình và sẵn sàng trang bị vũ khí để bảo vệ chúng. Súng của họ không phải để giết người mà chỉ để bảo vệ đàn bò. Những con bò này trở nên đắt giá hơn, như những đợt tấn công nhằm vào đàn bò này cũng phổ biến hơn. Mỗi con bò được quý trọng đến nỗi rất hiếm khi người Mundari giết thịt chúng. Sữa là một trong những lợi ích mà đàn bò Ankole Wantusi mang lại cho bộ tộc. Với những lợi ích mà bò Wantusi mang lại, chúng không chỉ được xem là một tủ chứa thức ăn di động, một phương thuốc mà còn là một cổ hồi môn đối với tộc Mundari. Đàn bò là nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ yếu của cả bộ tộc. Thực tế, tộc Manuri coi bò Ankole Wantusi là một trong những người bạn thân thiết của mình, không chỉ bảo vệ đàn bò, thậm chí còn ngủ cùng chúng. Đàn ông gội đầu bằng nước tiểu của con bò này. Thứ nước tiểu vừa có tác dụng khử trùng lại vừa có thể nhuộm tóc vàng. Người dân thường lùa đàn bò của mình vượt sông Nile để sang một hòn đảo khác ăn cỏ trong vài tháng. Việc tìm đồng cỏ cho đàn bò là một vấn đề lớn đối với bộ tộc Mundari. Phân bò được gom lại thành những đống cao để đốt. Phần tro sau đó sử dụng như một chất khử trùng và kem chống nắng cho người dân dưới cái nóng 46 độ C. Phụ nữ Mundari cũng thường dùng tàn tro của phân bò để bôi lên mặt, vừa để khử trùng lại vừa để bảo vệ da khỏi côn trùng. Bò Wantusi là một trong những loài động vật được nuông chiều nhất. Người dân Munari thường massage cho chúng 2 lần mỗi ngày. Bò Wantusi được xem là một dạng tiền tệ, một biểu tượng cho địa vị và là của hồi môn của một gia đình. Loài bò thứ 3. Bộ lông bò dài nhất chắc hẳn thuộc về loài bò cao nguyên
Highland Cow. Bò cao nguyên có sừng dài và áo khoác dài mượt sóng màu đen, lốm đốm màu đỏ, màu vàng và thường chủ yếu nuôi để lấy thịt. Có nguồn gốc từ cao nguyên Tây Isles của Scotland. Chúng là một giống bò khỏe do môi trường bản địa của nó. Một con bò mộng có thể nặng tới 800 kg, bò cái nặng đến 500 kg. Thịt được coi là một trong những chất lượng cao nhất và đang được xu hướng chấp nhận vì nó có ít cholesterol. Bò còn có tuổi thọ lâu hơn dự kiến so với hầu hết các giống khác của gia súc, lên đến 20 năm. Nó là giống chuẩn bò đực phải có sừng. Những con bò truyền thống được sử dụng như bò nhà có một tính ngoan ngoãn và sữa có hàm lượng mỡ bơ cao. Bò được nuôi thành công tại nhiều quốc gia ôn đới ở Trung Âu và trên thực tế ở các quốc gia nơi mà mùa đông lạnh hơn đáng kể so với Scotland như Na Uy và Canada. Lông của chúng được xem là dài nhất của bất kỳ giống gia súc nào và giúp bảo vệ chúng khỏi mùa đông lạnh. Kỹ năng của chúng trong việc tìm kiếm thức ăn cho phép chúng tồn tại trong khu vực núi dốc. Chúng có thể khai thác nguồn thức ăn thông qua tuyết với sừng của chúng để tìm cây bị chôn vùi. Thứ tư là loài bò rất nổi tiếng, bò Kobe, được nuôi ở Nhật Bản từ thế kỷ thứ 2 với vai trò là động vật làm việc nặng nhọc, được sử dụng trong trồng lúa, thồ hàng. Trong thời phong kiến từ những năm 1600 đến 1860, bò Kobe chỉ được sử dụng lấy sức kéo và người dân bị cấm giết mổ loài động vật này vốn rất quan trọng với nền nông nghiệp Nhật Bản thời đó. Trải qua suốt thời kỳ Edo, từ năm 1603 đến năm 1867, người Nhật Bản hầu như không biết tới mùi vị của thịt bò Kobe. Bởi theo quan điểm Phật giáo, họ không hề ăn thịt của động vật hay gia súc bốn chân. Trong suốt quãng thời gian trên, những người có cơ hội nếm thịt bò Kobe là những người lính. Theo nhiều tài liệu lịch sử, khi tham gia chiến trận, lính Nhật được ăn khẩu phần có thịt bò giúp họ có thêm sức chiến đấu. Chỉ tới khi Thiên Hoàng Minh Trị tiến cải năm 1868, phong tục này mới dần được gỡ bỏ. Khi thịt bò trở nên nổi bật hơn trong xã hội, người ta bắt đầu thuê công nhân massage cho những con bò để cải thiện chất lượng thịt. Địa hình miền núi của các hòn đảo Nhật Bản đã khiến cho các vùng chăn nuôi ở Kobe bị cô lập và các kỹ thuật nuôi dưỡng bò đặc biệt đã khiến cho bò Kobe có các hương vị rất đặc trưng và không giống một loài thịt bò nào trên thế giới. Khi văn hóa phương Tây tràn vào Nhật Bản, loại thịt bò chứ danh này mới được khai thác làm thực phẩm, tuy nhiên sản lượng đàn bò này vẫn rất thấp. Nhưng với số lượng thịt bò Kobe do chính hãng Kobe xuất xưởng không có nhiều, mỗi ngày chỉ có vài con. Ngay chính người Nhật Bản muốn ăn thịt bò Kobe do hãng Kobe cung cấp cũng khó, có khi vài tháng mới đến lượt. Cho đến những món được quảng cáo là thịt bò Kobe thì rất có thể chỉ là thịt bò được nuôi theo phương pháp Kobe hoặc có xuất xứ ở địa danh trên trước, chứ chưa chắc chắn phải là thịt bò do chính hãng Kobe cung cấp. Trong quá khứ, một số nhà hàng cao cấp của Mỹ đã từng nhập thịt bò từ Nhật Bản và các cửa hàng này đã mặc nhiên cho vào menu của mình rằng đây là thịt bò Kobe, dù sự thực chúng chỉ là thịt bò có xuất xứ từ Nhật Bản. Hiện tại Nhật Bản chỉ mới xuất thịt bò Kobe sang một nơi duy nhất là Macau. Với việc nuôi thành công bò Kobe, Việt Nam cũng gia nhập vào hàng ngũ một số nước nuôi giống bò quý hiếm trên. Quy trình nuôi dưỡng bò Kobe rất khắt khe. Thức ăn nuôi bò là những thứ bổ dưỡng như lúa non, cỏ tươi. Có đồ uống nước là chất rất tinh khiết và thậm chí là cả bia. Và 600 ngày trước khi giết mổ, bò Kobe sẽ được ăn 4.800 loại thực phẩm để chúng tăng cân được 500 kg. Hàng ngày những chú bò đều được nghe nhạc giao hưởng của Mozart và Beethoven. Để giúp chúng thư giãn, bò Kobe được dễ dàng nhận ra bởi toàn thân đen tuyền. Hiện chỉ có khoảng 3.000 con bò Kobe trên toàn thế giới, không có con nào ở ngoài biên giới Nhật Bản. Con bò phải được sinh ra ở vùng Hyogo, nuôi lớn bằng cỏ, nước và trong điều kiện khí hậu ở đây suốt đời. Quy trình còn ngặt nghèo đến nỗi khi thịt bò Kobe được bán đi, cho dù trong cửa hiệu hay nhà hàng, thịt đó phải mã với 10 chữ số để người dùng biết đó là thịt đến từ con bò nào. Ở Nhật, để được gọi là thịt bò Kobe,
sản phẩm thịt phải đảm bảo những tiêu chuẩn hết sức ngặt nghèo, đó là thịt của con bò giống Tajamagui thuần chủng, bò lai không được chấp nhận. Con bò phải được sinh ra ở vùng Hyogo, nuôi lớn bằng cỏ, nước và trong điều kiện khí hậu ở đây suốt đời. Đó phải là một trong những bò đực hoặc bò cái chưa qua sinh nở. Thời gian nuôi một con bò cho tới lúc lấy thịt cũng lâu hơn các giống khác, khiến chi phí tội thêm. Giá thị trường của mỗi cân bò Kobe có giá trên 500 đô. Tại Hyogo, trong 5.500 con bò nuôi dưỡng, số lượng đạt tiêu chuẩn ghi tên Kobe chỉ khoảng 3.000 con. Một nửa trong số này được giết thịt để cung ra thị trường mỗi năm. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày trên toàn thế giới chỉ có khoảng 3 con bò Kobe được giết thịt, tương đương với 1,2 tấn thịt được cung ứng. Và trên đây là những giống bò đặc biệt nhất trên thế giới. Nếu quý vị mong muốn, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị cách nuôi dưỡng bò Kobe của Nhật Bản. Đây là một trong những giống bò rất nổi tiếng, để bà con có thể áp dụng vào trong mô hình chăn nuôi của mình phần nào đó. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh nếu như là lần đầu đến với nông lâm.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.